Quốc Khánh là thành viên thứ nhất của nhóm Ánh Sáng. Hôm nay các bạn hãy cùng mình đi tìm hiểu các thành viên còn lại của nhóm, xem họ là ai và họ đang làm gì nhé. Xin chào các bạn, đây là thành viên thứ hai Công Tài. Và đây là thành viên thứ ba Kim Chí. Chí là bước về. Ủa? Còn Tống đâu? Bên kia kìa. Lì quá. Đi đây. Để tao cho. Hãy đi. Mày coi đang làm gì mày kìa. Hãy được kìa. Coi kìa. Hãy đi. Mày lên tivi nãy giờ đó. À, đây là thằng bên thứ tư Chấn Đông. Ủa. Mình 1, 2, 3, 4. Có thấy Dung đâu không? Mới đây mà. Dung đâu rồi? Đeo rồi. Mới ngồi cái Đông mà. Ủa. Không biết nữa. Thôi vậy ông dọn 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 dọn